Nói chung mà xe này rất là dữ nha anh em. Nếu mà không dữ thì bà dài bà lấy chứ không ai lấy nữa. Thì một năm trước mình có quay cái giới thiệu cái xe dán mã anh em, xe mà đi Tây Bắc á. Thì một năm sau thì bây giờ nó đã về rồi anh em, đi Tây Bắc một năm rồi. Xe này chạy nè anh em. Quay hôm nay độ xe này là full đồ đầu riêu nha. Bình xăng Daytona bình này cũng phải mười mấy chai á. Đó. Cháy cháy tổ ong nha. Có nguyên cái thớt chặt thịt luôn nè. Đó, thấy không? Xe này là bài hơi bị dữ nha anh em. Xe này đi thắng Bluetooth, cứ bấm vô điện thoại là nhắn Bluetooth vô là thắng à. What? Đó, thấy không? Thấy không? Thắng Bluetooth nè. Này chủ xe tên tên Bún nha anh em. Vàng đồng hồ nha anh em. Đồng hồ không khí. Là nó không có cái đồng hồ luôn. Có hai con mắt nha anh em. Thấy không? Đó. Xe này hơi bị đỉnh nha anh em. Đi chạy là phải cầm cái gồ keo nữa, bể đâu làm giá cho nó luôn. Xe này hơi dữ á. Đây quay ra sao? Bát bô nè, đó. Chế là phải hai ba cái bát vậy nhìn nó mới chắc chắn nha anh em. Anh em thích bắt lỗ nào bắt à, bắt đây, bắt đây. Bắt đâu nữa, lỗ quá trời luôn. Xe này thích bô chẳng có bô gì đó, bô thích bắt ở đây luôn nè. Xe này hơi bị dữ nha anh em, càng thắng cầu vòng. Anh em thắng ở dưới. Xe này gắn thắng trên. Trời ơi, xe đạp là thấy má luôn, nhưng mà giỡn nha. Quay lại cái nắp bình xăng nè, nắp bình xăng này có 102 thôi nha anh em. Nhập từ bên mãi ra luôn nè. Đó, gỡ lên thôi. Đó. Cái nắp bình xăng này á phải xài có cái khẩu trang nha anh em. Nếu con khẩu trang là bị bay ơi. Nếu con khẩu trang là bị bay ơi. Xe quá dữ rồi. Đó. Xe này là chuyên gia đi tua hầm tăng luôn nha anh em. Đó, về là bét lỗ nè, nhìn là thấy ác chưa? Bánh xe bể luôn anh em ơi. Bể nói bể đâu giá đó, không bị giá đó. Đó. Nói chung mà xe này rất là dữ nha anh em. Nếu mà không dữ thì bà dài bà lấy chứ không ai lấy nữa. Ok ba anh em chuẩn bị làm xe này, chắc xe này chuẩn bị đi tour Bắc Nam nữa nha. Ok ba anh em.